Xin chào tất cả quý vị của bạn đã quay trở lại với nội dung phân tích kiếm hiệp Kim Dung của kênh Giải trí Tổng hợp. Ở trong Thiên Long Bát Bộ thì Thiên Long Tứ Tuyệt, võ công của ai là lợi hại nhất? Trong kiếm hiệp Kim Dung thì có thể nói Thiên Long Bát Bộ chính là một trong tác phẩm kinh điển của nhà văn này. Chẳng những tạo nên những nhân vật với đủ các loại màu sắc, hình dạng tươi sáng, càng là sáng tạo ra những loại võ công rất là kỳ lạ và thú vị. Nhưng nếu đã nói đến võ công thì liền không thể không nói xếp hạng những cao thủ mạnh nhất. Nếu như nói đến người có võ công lợi hại nhất trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ thì tuyệt đối đó chính là Vô Danh Thần Tăng. Và điều này thì không cần phải bàn cãi. Bỏ qua Vô Danh Thần Tăng thì lợi hại nhất có lẽ chính là Thiên Long Tứ Tuyệt. Có người sẽ nói trước đó đã xếp Nhất Tăng, Nhị Quải, Tam Lão và Tứ Tuyệt. Vậy thì Tứ Tuyệt Thiên Long chưa hẳn đã là mạnh nhất so Vô Danh Tăng. Tuy nhiên đây chỉ là cách so sánh và nói về những người mạnh nhất. Ngoại trừ Vô Danh Thần Tăng thì những con người còn lại rất khó để phân cao thấp. Như vậy thì trong Tứ Tuyệt bốn người này ai có võ công cao nhất? Trước khi làm rõ vấn đề này, chúng ta phải biết Thiên Long Tứ Tuyệt là ai. Cái gọi là Thiên Long Tứ Tuyệt kỳ thật chính là cha con Tiêu Phong, Mộ Dung Bác và Cưu Ma Chí. Ngẫm lại trước đó trong giang hồ thường gọi Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong, nhưng mà Mộ Dung Phục ngay cả Tứ Tuyệt cũng không thể chen chân vào được. Dựa theo võ công của Mộ Dung Phục chỉ có thể xem như nhà là nhất lưu cao thủ trên giang hồ, hoàn toàn không thể bước vào hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ. Kỳ thật bốn người trong Thiên Long Tứ Tuyệt cũng không có xem như chân chính giao chiến qua với nhau, cho nên để phân định ai mạnh ai yếu cũng rất khó khăn. Tuy nhiên có thể nhận định trong số bốn người này, có lẽ võ công kém nhất thì là thuộc về Cưu Ma Chí. Trong đó Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác thì rất khó phân ra cao thấp, cho nên chỉ cần nhìn ra Tiêu Viễn Sơn cùng Kiều Phong võ công cao thấp thế nào cũng có thể đưa ra kết luận. Nói về Tiêu Phong, đây là một nhân vật trí dũng song toàn, đảm lược hơn người, phóng khoáng hiên ngang, từng nhận chức bang chủ cái bang, trưởng quản cái bang 8 năm, một mực xuất lĩnh cái bang trợ Bắc Tống để chống lại ngoại địch. Khi Tiêu Phong đang trong quá trình tìm kiếm thân thế đã kết nghĩa với Đoàn Dự rồi sau này là Hư Trúc, cuối cùng Tiêu Phong ngăn cản Liêu Đế tấn công nước Tống, bức áp ra luật Hồng Cơ hạ lệnh cả đời không cho phép Liêu quân một binh một tốt vượt qua biên giới Tống Liêu. Kiều Phong đã dùng cái chết để đổi về mấy chục năm hòa bình giữa hai nước và hưởng thọ 33 tuổi. Võ công tuyệt kỹ thành danh chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng, Long Trảo Thủ, Cầm Long Công, Đá Cầu Bổng Pháp, Thái Tổ Trường Quyền, Hàng Ma Trưởng, Bài Vân Song Trưởng. Nhân vật Tiêu Viễn Sơn đã từng theo sư phụ người Hán học võ, võ công cực mạnh, trải qua một biến cố lớn tại Nhạn Môn Quan, đã liền ẩn mình ở trong Thiếu Lâm Tự hơn 30 năm, âm thầm điều tra vị đại ca dẫn đầu. Vì báo thù nên huyết tẩy võ lâm. Võ công tuyệt kỹ của Tiêu Viễn Sơn được nhắc đến trong nguyên tác, đó là Hàng Ma Trượng Pháp, Bàn Nhược Trưởng, Cà Sa Phục Ma Công và những công phu do sư phụ người Hán đã truyền thụ. Lại nói Mộ Dung Bác, đây là một nhân vật có võ công tạo nghệ thâm bất khả chắc, có thể sử dụng đến câu nói lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu để khắc họa về nhân dung của Mộ Dung Bác. Một lòng nghĩ muốn phục quốc, vận dụng mọi thủ đoạn độc ác cùng phát động âm mưu mà bất kể nguyên tắc. Lý do chính là vì quốc gia đại sự, không có thủ đoạn nào là không thể dùng đến. Từ một góc độ nào đó mà nhìn lại thì Mộ Dung Bác thực sự đáng để bội phục. Võ công tuyệt kỹ của ông ta mà trong nguyên tắc có nhắc đến là Mộ Dung Thị gia truyền kiếm pháp, Tham Hợp Chỉ đấu truyền tinh di và võ công thiếu lâm. Cưu Ma Chí trong Thiên Long Bát Bộ được xưng tụng là Đại Luân Minh Vương, Quốc sư Thổ Phiên. Cưu Ma Chí say mê với võ công tuyệt học, đã khiêu chiến với cả Đại Lý và Thiếu Lâm. Võ công tuyệt kỹ thành danh của Cưu Ma Chí đó là Hỏa Diễm Đao, tuyệt nghệ phái Thiếu Lâm, Tiểu Vô Tướng Công và Dịch Cân Kinh. Chỉ là trong nguyên tác thì Kiều Phong cũng không có cùng với phụ thân của mình phân ra cao thấp. Mà muốn biết thực lực thật sự của họ thì có thể thông qua võ công tạo nghệ để bình phán. Nếu bàn về tuổi tác, khẳng định là Kiều Phong trẻ tuổi nhất. Tuy nói Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác, hai người võ công rất cao, nhưng lại tồn tại nhược điểm khá lớn. Bọn họ nếu như muốn tiếp tục tu luyện thêm một thời gian, ắt hẳn sẽ phải tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì tàn phế mất hết võ công, nặng thì mất luôn cả tính mạng. Nhờ có Lão Tăng Quét Rác trợ giúp cho nên bọn họ mới giữ lại được mạng sống. Trái lại Kiều Phong từ khi bắt đầu đến cuối câu chuyện luôn luôn ở vào trạng thái bá đạo nhất. Trong nguyên tác cũng không có bàn giao việc Kiều Phong tu luyện võ công gian khổ như thế nào. Nhưng võ công của hắn ta lại là thuộc hàng đỉnh tiêm cao thủ. Từ đó cũng có thể nhìn ra
Kiều Phong có thiên tư vô cùng thông minh. Nếu như không phải vậy thì với tuổi tác chỉ khoảng 30, không thể có được võ công cao thâm như thế. Danh xưng thần võ mà Kim Dung đặt cho Kiều Phong tất nhiên không phải chỉ là nói ngoa. Phải biết Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng không dễ dàng có thể đạt được thành tựu cao đến như vậy. Nhiều thời đại cái bang, những vị đại trưởng lão có thể học hết đã là rất hiếm. Các đời bang chủ trước đó cũng là những nhân tố tinh anh nhất, được hàng vạn đệ tử cái bang đề cử. Thiền từ cũng có thể nói là xuất chúng, nhưng không một ai có thể đem Hàng Long Thập Bát Trưởng luyện được đến cảnh giới lô hỏa thần thanh như Kiều Phong. Ngay chính bản thân tác giả Kim Dung khi trả lời 100 câu hỏi của độc giả cũng đã khẳng định Kiều Phong chính là người tu luyện môn võ công này vượt hơn hẳn so với Hồng Thất Công và Quách Tĩnh. Chưa hết, mặc dù võ công ngang nhau, nhưng Tiêu Phong lại không có xuất hiện tình trạng tẩu hỏa nhập ma như cha của mình. Cho nên từ một điểm này có thể thấy được, Kiều Phong chính là có thực lực mạnh nhất. Mà khi Kiều Phong đối mặt với lão tàng quét rác có thực lực cường hãn nhất, cũng là chưa hề tỏ vẻ nào núng. Không chỉ Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác mà ngay cả Cửu Ma Chí cũng tồn tại nhược điểm chí mạng. Tuy võ công đã đạt đến mức đăng phong tạo cực, nhưng Cửu Ma Chí lại tham luyến tu tập tiểu vô tướng công của phái Tiêu Dao, lại thêm dịch cần kinh khiến bản thân bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải nhờ Đoàn Dự hút hết đi nội lực trong cơ thể, thì Cửu Ma Chí cũng khó mà bảo toàn được tính mạng. Cho nên trong Thiên Long Tứ Tuyệt, mặc dù trên bề ngoài được đánh giá là tương đương, nhưng ngoài Kiều Phong thì ba người còn lại đều tồn tại những khuyết điểm rất lớn. Mà lại một điểm quan trọng nhất chính là nằm ở khía cạnh tuổi tác. Kiều Phong trẻ tuổi như vậy liền có thể lấy được thành tựu lớn như thế. Hai người Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác tuổi đời đã rất cao, lại còn phải dựa vào chuyện học trộm võ công của Thiếu Lâm mới có được thành tựu như vậy. Từ phương diện này mà nhận định cũng lại là Kiều Phong mạnh nhất. Cho nên nói tóm lại, Thiên Long Tứ Tuyệt thì thực lực của Kiều Phong tuyệt đối là mạnh nhất. Và trong câu chuyện Thiên Long Bát Bộ cũng chưa từng có một ai có thể chân chính đánh thắng được Kiều Phong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Kiếm Hiệp Kim Dung, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này, hoặc là những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tào Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Hậu Tây Du Ký, Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm kiếm hiệp của những nhà văn rất nổi tiếng ngoài tác giả Kim Dung như là những tác giả Đan Thanh, Cổ Long, Mã Vĩnh Thành, Ôn Thiệu An, Ngoại Long Sinh, Hoàng Châu Lâu Chủ, thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã từng được đăng tải lên trước đó và tiếp tục chờ đợi những video hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video hấp dẫn tiếp theo.